kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền Hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ hai, ngày 25 tháng 9 có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay tại Đà Nẵng, Thời Báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Ban Điều phối Vùng Dương Hải Miền Trung và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Kinh tế Miền Trung lần thứ hai. <laughs> ứng dụng góp ý Đà Nẵng và Danabird trên phiên bản thiết bị di động đã được đi vào hoạt động được gần 5 tháng, góp phần làm phong phú kênh tương tác giữa chính quyền với người dân Đà Nẵng cũng chưa thúc đẩy các ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh. Theo Trung tâm Y tế Dự phòng, tuần qua Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 157 trường hợp mắc mới sốt xuất huyết. Tiền quốc tế, Tổng thống Samen để gõ khả năng giải quyết xung đột bằng biện pháp quân sự. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại Đà Nẵng, Thời báo Kinh tế Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng, Ban điều phối vùng Dương Hải miền Trung và Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam tổ chức diễn đàn Kinh tế miền Trung lần thứ hai. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham dự và trực tiếp chỉ đạo diễn đàn cùng Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Tham dự diễn đàn có lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân chiến tỉnh Duyên Hải Bị Trung và lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía Đà Nẵng, có ông Nguyễn Giao Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố, ông Đặng Việt Dũng, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố diễn đàn còn có sự góp mặt của hơn 400 lãnh đạo các tập đoàn kinh tế các nhà đầu tư doanh nghiệp khu vực duyên hải miền Trung và cả nước với chủ đề con đường phát triển kinh tế miền trung bền vững diễn đàn lần này tập trung vào ba chuyên đề chính giải pháp tháo gỡ rào cản về cơ chế chính sách tạo đột phá phát triển duyên hải miền trung giải pháp tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế địa phương và liên kết phát triển vùng duyên hải miền trung bền vững và phát triển kinh tế tư nhân động lực phát triển kinh tế miền trung bền vững được đánh giá là có nhiều lợi thế trong thời gian qua các tỉnh duyên hải miền trung đã bước đầu hợp tác tốt liên kết về du lịch và đào tạo nhân lực Tuy nhiên, theo đánh giá, sự phối hợp giữa các địa phương chưa tương xứng với tiềm năng. Thu nhập bình quân của vùng duyên hải miền Trung thấp hơn so với bình quân cả nước. Theo các đại biểu, chuyên gia, nhiều hội thảo, diễn đàn đã bàn thảo và tìm giải pháp cho kinh tế miền Trung phát triển bền vững, nhưng vẫn chưa hóa giải được hết những xung đột lợi ích cục bộ, liên kết vùng chưa thực sự hiệu quả một trong những nguyên nhân hạn chế liên kết vùng là do tiềm năng thế mạnh của các tỉnh thành phố trong vùng tương đối tương đồng phần lớn các địa phương đều có xu hướng phát triển dựa trên tiềm năng thế mạnh hiện có của mình vì vậy cơ cấu ngành sản phẩm của các địa phương trong vùng khá trùng lấp thiếu các ngành công nghiệp dịch vụ hỗ trợ Mục tiêu của diễn đàn lần này nhằm đưa ra những giải pháp có tính thực tiễn cao nhằm góp phần thúc đẩy tạo đột phá phát triển kinh tế miền Trung thông qua việc phân tích tính phù hợp, hiệu quả và tác động của các chính sách hiện hành. Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, phát triển kinh tế vùng và tăng cường liên kết vùng có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nghị quyết Trung ương đã nhấn mạnh phải có thể chế kinh tế vùng phù hợp, vùng trọng lực phải có thể chế tương ứng và vượt trội, còn vùng khó khăn thì có cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển. Đánh giá cả cơ hội và khó khăn của miền Trung trong tình hình mới của cách mạng 4.0 và hội nhập quốc tế rất sâu rộng cũng là yêu cầu được Phó Thủ tướng đặt ra. Qua cái diễn đàn này cũng như là trong thực tiễn hiện nay của đất nước ta thì cái việc thiếu liên kết vùng và các cứ địa phương là một trong các cái rào cản rất lớn của Việt Nam nói chung và miền Trung nói riêng. Để phát triển bền vững thì cần có sự phân công hợp tác và liên kết chặt chẽ hơn giữa các tỉnh trong vùng, nhất là hạ tầng kinh tế xã hội và thương mại, xúc tiến đầu tư và phát triển kinh tế biển. Trên cơ sở cái diễn, kết quả diễn đàn này ấy, thì cũng giao cho Bộ kế đầu tư chủ trì phối với các bộ cơ quan, ban chỉ đạo điều phối vùng của cái vùng miền trung này và các cái vùng khác có liên quan cùng các tỉnh để ra soát quy hoạch phát triển quy mô, mục tiêu quy hoạch phân khu chức năng của các khu công nghiệp, khu kinh tế và cái mô hình quản lý của các cái ban quản lý này để báo cáo với Thủ tướng Chính phủ. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2017 của 8 trên 9 tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận đều đạt được mức trung bình là 5,73% của cả nước, cao nhất là thành phố Đà Nẵng 8,1%. Trong cuộc khổ diễn đàn, Thời báo Kinh tế Việt Nam và Ban điều phối vùng Duyên Hải miền Trung đã ký kết hợp tác truyền thông. Theo đó, Thời báo Kinh tế Việt Nam sẽ có vai trò cầu nối, tăng cường sự kết nối giữa các tỉnh Duyên Hải miền Trung, thúc đẩy phát triển kinh tế chung. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành hai quyết định điều động bổ nhiệm hai thứ trưởng mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo đó, ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội và ông Nguyễn Văn Phúc, hiệu trưởng trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo kể từ ngày 22 tháng 9. Với quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo có 6 lãnh đạo gồm Bộ trưởng Phùng Xuân Nhà, các thứ trưởng gồm Bùi Văn Ga, Nguyễn Thiện Nghĩa, Phạm Văn Hùng, Nguyễn Văn Phúc và Nguyễn Hữu Độ. Chủ tịch Ủy ban Dân dân thành phố Hồ Chí Thơ vừa yêu cầu các cơ quan tham mưu chọn hai ngày 14 và ngày 15 tháng 10 năm 2017 tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Đà Nẵng năm 2017. Hội nghị là cơ hội tiếp cận, mời gọi các nhà đầu tư tham gia, đồng hành cùng với thành phố trong lộ trình phát triển tương lai, trực tiếp giới thiệu công bố các chính sách cũng như cam kết trách nhiệm và năng lực của Bộ máy Hành Chính, công quyền tại Đà Nẵng, làm sao phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, do hội nghị diễn ra trước thềm thủ lễ cấp cao APEC 2017, đúng thời điểm các hoạt động truyền thông về sự kiện, khu vực quan trọng này đang tiến hành nên sẽ là dịp tốt nhất giúp Đà Nẵng quảng bá hiệu quả hình ảnh và giá trị thương hiệu một thành phố năng động. Trong tổng số gần 700 doanh nghiệp công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thì có khoảng 43% doanh nghiệp chuyên sản xuất gia công, cung cấp dịch vụ phần mềm. Đáng chú ý là nhiều doanh nghiệp phần mềm lớn trong nước và quốc tế có trụ sở tại Đà Nẵng, chuyên cung cấp dịch vụ gia công phần mềm cho các thị trường Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu. Ngoài ra thì hiện lĩnh vực nội dung số tại Đà Nẵng cũng đạt mức tăng trưởng cao và thị trường lớn trong một vài năm trở lại đây. Đặc biệt là thị trường gia công dữ liệu số theo quy trình doanh nghiệp, kiểm thử phần mềm, trò chơi trực tuyến. Đây cũng sẽ là những lĩnh vực có thể mạnh ở thành phố Đà Nẵng sẽ tập trung kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Đà Nẵng 2017. Chuyển sang một số tiền tức liên quan đến công tác chuẩn bị tuần lệ cấp cao APEC à tại Đà Nẵng. Thưa quý vị, để tạo ấn tượng đẹp với quan khách tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017, Đà Nẵng đã tiến hành cải tạo chỉnh trang hàng loạt tuyến đường chính với các tuyến đường thiếu cây xanh. Thành phố đã thực hiện trồng cây xanh bóng mát thay thế cây xanh còi cọc vừa để tăng cường mạng xanh vừa để đồng bộ với mỹ quan đô thị. Lát gạch vỉa hè và thay thế bỏ hót buồn đối với các tuyến đường chưa được đầu tư hoặc đã xuân cấp hư hỏng. Bổ sung ký đá xây dựng mới một số bồn hoa tạo cảnh quan đối với các tuyến đường du lịch vân vân. Tổng kinh phí dự kiến khoảng 212,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách trung ương là 132,9 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương là 73,9 tỷ đồng, nguồn vốn xã hội hóa là 6 tỷ đồng. Thưa quý vị, mặc dù đã sẵn sàng các phương án điện để phục vụ cho sự kiện tuần lễ cấp cao APEC, nhưng theo đường được Đà Nẵng thì tháng 11, thời điểm diễn ra sự kiện là tháng thường hay xảy ra mưa bão ở miền Trung nói chung. Đà Nẵng nói riêng Do vậy mà việc quản lý vận hành lưới điện sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để ứng phó với thực trạng này, Điện lực Đà Nẵng đã triển khai các phương án luyện tập, đặt ra các tình huống xảy ra sự cố, đồng thời chuẩn bị đầy đủ vật tư thiết bị, nguyên vật liệu, đảm bảo khắc phục một cách nhanh nhất nếu xảy ra sự cố. Ngoài ra, trong thời gian diễn ra sự kiện, đơn vị sẽ tổ chức trực xử lý sự cố sự chữa điện 24 trên 24. Liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm khách sạn dự kiến phục vụ tu lệ cấp cao APEC 2017, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nẵng cho biết, đơn vị đã rà soát bộ số 138 phương án chữa cháy, xây dựng 17 phương án bảo đảm an ninh, an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các cơ sở phục vụ APEC 2017 và có hoạt động bên lề đối với các công trình khách sạn, hội nghị, trung tâm phục vụ sự kiện đang trong quá trình nước rút, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, công tác kiểm tra vấn đề về phòng cháy chữa cháy sẽ được thực hiện thường xuyên, nghiêm ngặt nhằm đảm bảo đúng các nguyên tắc về an toàn phòng cháy chữa cháy. Thưa quý vị và các bạn, đến nay thì ứng dụng góp ý Đà Nẵng và Dana trên phiên bản thiết bị di động đã được đi vào hoạt động được gần 5 tháng, góp phần làm phong phú kênh tương tác giữa chính quyền với người dân Đà Nẵng cũng như thúc đẩy các ứng dụng liên quan đến thành phố thông minh, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi công bố vào tháng 5 năm 2017, ứng dụng góp ý Đà Nẵng đã được đưa lên kho ứng dụng toàn cầu. Apple Store và Google Play để thuận lợi hơn cho người dân, du khách góp ý và theo dõi xử lý, nhận phản hồi của các cơ quan chức năng. Người sử dụng chỉ cần đăng nhập ứng dụng bằng tài khoản Gmail hoặc Facebook cá nhân mà không cần thực hiện thêm các thủ tục đăng ký phức tạp rườm rà khác. Năm 2016 thì công ty tôi có phát triển cái phần mềm gọi là cái ứng dụng bằng Covid Đà Nẵng. Thì đó là cái cầu nối về cho giữa, giữa người dân Đà Nẵng cùng với lại chính quyền có thể mà trao đổi lại góp ý với nhau. Trong khi đó, phần mềm nâng cao hiệu quả tiếp cận xe buýt trên điện thoại di động Danabus cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người dân khi có thể cài đặt trên hệ điều hành Android và iOS với lựa chọn ngôn ngữ tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Người dùng chỉ cần nhập thông tin điểm đi và đến, phần mềm sẽ hướng dẫn trạm gần nhất và các tuyến xe buýt phù hợp. Bên cạnh đó là nhiều tính năng tiện lợi ưu việt khác. Khi mà thiết kế cái ứng dụng này thì bên Seawood cũng phải tập trung vào cái hướng thiết kế làm sao mà để cho cái ứng dụng nó có thể phù hợp cho người lớn tuổi hay là sinh viên học sinh hay là những người công sở hay là đi làm thì tất cả mọi người đều cần phải có khả năng sử dụng được cái, cái ứng dụng như vậy về cái tính năng nổi bật ví dụ như là danabus thì người sử dụng có thể xem được cái vị trí tọa độ của mình ở trên cái bản đồ cũng như là có thể À, đưa những cái um, nhắc nhở, ví dụ như khi mà xe buýt uh, nó còn cách cái, uh, cái trạm mà mình đang đứng khoảng uh, 500m thì cái hệ thống nó sẽ báo một cái uh, thông tin lên cái điện thoại thì lúc đó thì mình có thể sắp xếp thời gian để mình ra cái trạm đó, nó đúng với cái thời gian được biết, cả hai phần mềm này đều do công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm công nghệ cao xíu đảm nhận. Trong đó, ứng dụng góp ý Đà Nẵng được công ty thực hiện miễn phí cho thành phố Đà Nẵng nhằm góp một phần vào quá trình xây dựng thành phố thông minh tại địa phương. Hiện số lượng truy cập vào hai ứng dụng này không ngừng tăng, trong đó ứng dụng Danabus ghi nhận gần 11.000 lượt download và hàng chục ngàn lượt truy cập sử dụng. Chương trình xin được tiếp tục với một số tin tức quan trọng đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị cho ban báo chí quý 3 năm 2017. Trong quý 3, các cơ quan báo đại trên địa bàn đã thông tin kịp thời, đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố, đồng thời phân ánh thực tiễn cuộc sống, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, các tồn tại hạn chế của thành phố. Báo chí đã đăng tải hơn 20.000 tin bài về Đà Nẵng, trong đó tập trung tuyên truyền về kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam-Lào, 70 năm ngày thương binh liệt sĩ và các ngày lễ lớn, công tác chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC, một số vấn đề nóng liên quan đến quy hoạch bán đảo Sơn Trà, ô nhiễm môi trường, văn minh du lịch, an toàn thực phẩm, giao thông vận tải v.v. Thời gian tới, các cơ quan báo đài tiếp tục tăng cường chất lượng các chuyên mục chuyên trang tuyên truyền đậm nét việc triển khai học tập, quán triệt, thực hiện kỳ quyết hội nghị lần thứ năm và chấp hành trung ương đảng khóa 12, tuyên truyền nâng cao nhận thức của dân dân trong phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt sốt huyết, lộ trình cấm biển, à, cấm đổ đầu đối với các xe ô tô trên 16 chỗ ngồi tại một số tuyến đường, đồng thời đẩy mạnh đợt cao điểm tuyên truyền tu lễ cấp cao APEC năm 2017. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, áp thấp nhiệt đới sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 6 và cấp 9, gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc với lượng mưa có nơi lên tới 150 mm. Đây là thông tin tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Để ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các tỉnh Đông Bắc, đặc biệt là Hải Phòng và Quảng Ninh khẩn trương thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động tại vùng ảnh hưởng có các biện pháp tránh trú an toàn. Các tỉnh miền núi phía Bắc kịp thời có các biện pháp để bảo vệ cây trồng vụ đông đã gieo trồng, đồng thời có phương án thu hoạch lúa và hoa màu. Các tỉnh phân biện nhanh trong khắc phục các tuyến đề biển đã xảy ra sự cố nhằm giảm thiểu thiệt hại. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì hiện đơn vị đã khôi phục xong hoàn toàn việc cung cấp điện trả lại cho tất cả các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 10 trong đó thì một số xã cuối cùng của huyện Kỳ Anh tỉnh Hà tĩnh vùng bị thiệt hại nặng nề nhất về lưới điện do cơn bão gây ra đã được cấp điện trở lại như vậy là chỉ sau gần một tuần từ khi cơn bão số 10 đổ bộ vào miền Trung gây ra những thiệt hại to lớn các địa phương bị ảnh hưởng đã được cấp điện trở lại trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết tuần qua Đà Nẵng đã ghi nhận thêm 157 trường hợp mắc mới sốt số xuất huyết tăng 20 trường hợp so với tuần trước đó Đến nay thì thành phố đã có tổng cộng 5.040 trường hợp mắc bệnh sốt xuất số huyết, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Các địa phương có nhiều trường hợp mắc bệnh nhất lần lượt là Thanh Khê với 963 ca, Liên Chiểu 856 ca, Hải Châu 790 ca. Huyện Hòa Vang thì có số ca bệnh thấp nhất thành phố với 424 ca, nhưng so với cùng kỳ năm gói thì cũng đã tăng gần gấp đôi. Hiện nay, Việt Nam có gần 50 triệu người sử dụng Internet, đạt tỷ lệ trên 53% dân số, cao hơn mức trung bình thế giới là 46,64%. Tại Đà Nẵng, theo quy hoạch chi tiết ngành bưu chính viễn thông thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành, thành phố đặt ra mục tiêu đến năm 2020 mật độ thuê bao internet đạt 39 thuê bao trên 100 dân, Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 78% dân số, 50% thôn xã ngoại thành có điểm truy cập Internet miễn phí để dân dân tiếp cận công nghệ thông tin, sử dụng dịch vụ hành chính công, sử dụng thông tin khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất và nâng cao dân trí. Hội nông dân Đà Nẵng và Hội nông dân quận Hải Châu vừa phối hợp tổ chức hội thi cán bộ chi hội giỏi quận Hải Châu lần thứ nhất năm 2017 có bốn đội thi tham gia là các cán bộ hội viên nông dân và người dân các khu dân cư trên địa bàn quận các đội sẽ tham gia tranh tài qua ba phần thi thuyết trình năng khiếu và trắc nghiệm với nội dung xoay quanh về điều lệ tổ chức hội các hoạt động phong trào nông dân trên địa bàn quận hải châu tiêu chí chấm điểm sẽ dựa vào chất lượng và mức độ chuẩn bị các phần thi của từng đội nhất là phần thi thuyết trình và năng khiếu qua hội thi là dịp để nâng cao nhận thức ý thức của toàn thể cán bộ hội viên nông dân về tổ chức công tác hội, tôn chỉ và mục đích hoạt động của hội nông dân, đồng thời tạo điều kiện để các hội viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học kỹ thuật để sản xuất nông nghiệp. Hơn 200 tiểu thương và lực lượng bảo vệ chợ An Hải Đông, quận Sơn Trà vừa tham gia thực tập chữa cháy hít tại khu bán hàng tạp hóa của chợ. Tình huống giả định được đặt ra là người đi chợ vô tình làm rơi tàn thuốc xuống khu vực bán hàng tạp hóa, nơi chứa nhiều phan mã và giày dép. Ngọn lửa đã tỏa ra nhiều khói đen và nhanh chóng bao trùm cả khu vực. Lực lượng bảo vệ chợ lập tức báo động, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời dùng dụng cụ sẵn có để dập lửa, tổ chức di chuyển tài sản ra ngoài và giờ 114 đến hỗ trợ. Tại hiện trường cho thấy, người sử dụng bình chữa cháy sách tay chưa thông thạo các động tác và nước chữa cháy tại chỗ chưa có phát huy tác dụng buổi thực tập nhằm nâng cao ý thức của tiểu thương trong chợ về đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ đồng thời để người dân ứng phó khi có sự cố xảy ra và hỗ trợ cho lực lượng chữa cháy dập lửa Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12 từ đầu năm đến nay, đảng bộ phường Mỹ An đã có nhiều giải pháp cụ thể đưa nghị quyết đi vào đời sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng đảng tại địa phương. Sau khi tổ chức nghiên cứu quán triệt nghị quyết, phường Mỹ An đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp. Trong đó, đầu tiên là phát huy tính tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, Tinh thần gần dân, sát cơ sở, lan tỏa mạnh mẽ, biểu hiện rõ nhất là thái độ cán bộ công chức tại bộ phận một cửa. anh em nay gần đây thì nói chung tinh thần anh em phục vụ coi những chương trình một cửa rất tốt trong thường mới mới an. Chúng tôi rất vui mừng, nhân dân cũng vui mừng, khán khởi về cái tinh thần coi như là về dân phục vụ. Bên cạnh cái việc tuyên truyền huấn luyện thì phía ban thường vụ đồng ý cũng đã chỉ đạo cho ủy ban tăng cường công tác tiếp dân ở các hình chính đảm bảo giải quyết thủ tục tốt cho dân thì từ đầu năm đến nay thì là phường đảm bảo các thủ tục giải quyết đúng hạn và sớm mạng không có đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến các bộ chức cũng như là liên quan đến việc giữ quyết hồ sơ cho công dân. Thực hiện kiểm điểm từ phê bình và phê bình, phường Mỹ An đã bám sát phương châm nói thẳng, nói hết vì nhiệm vụ chung. Kiên quyết không để lợi dụng việc kiểm điểm để hạ thấp uy tín cá nhân, gây mất đoàn kết Đảng Bộ Phường cũng luôn coi trọng công tác dân vận của đảng, phát huy cao độ vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, nhất là trong công tác giải tỏa đền bù hay thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Trước hết là đoạn việc về quán trị nghị quyết ban đầu, sau đó thì lòng ghép trong các buổi sinh hoạt nhân bộ lựa chọn một vài biểu hiện có khả năng xuất hiện trong cuộc sống bình thường trong quá trình làm việc để từ đó cán bộ đảng viên trao đổi thảo luận để từ đó có những cái giải pháp chấn chỉnh nếu vướng vướng phải đó là cái theo tôi thì cái này thực sự ra là cái giải pháp tốt tại vì thực sự để đảm bảo là cái chất lượng của nghị quyết thì chúng ta phải làm thường xuyên nhưng mà trên cơ sở thì chúng ta thảo luận là ví dụ buổi sinh hoạt lần này chúng ta thảo luận một vài cái biểu hiện và sau thì, thì qua đó thì động viên nhận tốt hơn nghiêm túc thực hiện nghị quyết trung ương 4 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo bác Chính tinh thần quyết liệt và những cách làm mới ấy của phường Mỹ An đã tạo chuyển biến tích cực, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong cán bộ đảng viên và quan trọng hơn là củng cố lòng tin trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực để địa phương không ngừng phát triển. Chương trình thời sự tối nay xin được tiếp tục với những tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày hôm qua quân đội Nga và Syria đã tăng cường các hoạt động không khích vào tỉnh Iblis và Hama đang cho lực lượng đối đầu chiếm giữ và chỉ vài ngày sau khi các phần tử thân chiến mở một cuộc tấn công vào các khu vực do quân dân vụ kiểm soát ở tây bắc Syria. Các nguồn tin quốc phòng và cư dân cho biết hàng chục vụ không kích đã xảy ra ở các thị trấn lớn và làng mạc tại khu vực này. Chiến dịch ném bom được tiến hành ngay sau khi đạt được một thỏa thuận ba bên, gồm Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran tại Moscow nhằm triển khai một lực lượng giám sát ở tỉnh Iblis. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các chiến dịch của Moscow nhằm vào các phiến quân cực đoan. Tuy nhiên, lực lượng đối lập được phương Tây hậu thuẫn cho rằng các cuộc không kích này nhắm tới nhóm quân đội Syria tự do, nhóm đã ký các thỏa thuận ngừng bắn mà Nga thúc đẩy. Ngày hôm qua, Tổng thống Yemen Mansour Hadi tuyên bố Cuộc xung đột tại nước này rất có thể phải được giải quyết bằng biện pháp quân sự, chứ không phải bằng con đường chính trị. Phát biểu trên được Tổng thống Hadi đưa ra bên lề kỳ họp thứ 72 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở Điều Giác của Mỹ. Theo Tổng thống Hadi, kế hoạch chuyển giao quyền kiểm soát cảng biển Haddad chủ chốt của nước này cho một bên trung gian vẫn bị phiến quân Houthi và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngăn cản. Theo ông, trong bối cảnh này, giải pháp quân sự là một lựa chọn khả thi hơn đối với cuộc khủng hoảng Yemen. Tuy nhiên, ông Hadi khẳng định chính phủ của ông sẽ tiếp tục hướng tới mục đích hòa bình, bởi đây là trách nhiệm của chính quyền đối với người dân Yemen. Ngày hôm qua, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã bổ nhiệm ông Kim Eun-soo làm chánh án toán tối cao với nhiệm vụ dẫn dắt các nỗ lực cải cách hệ thống tư pháp và thực hiện công bằng pháp lý. Ông Kim Won mươi 57 tuổi, thay ông Ya soon Tae sau khi ông này kết thúc nhiệm kỳ kéo dài 6 năm vào hôm ngày 23 tháng 9 vừa qua. Việc bổ nhiệm ông Kim vào vị trí trên diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc trước đó 4 ngày đã thông qua việc đề cử ông với tỷ lệ 160 phiếu ủng hộ và 134 phiếu chống. Theo Tổng thống Jae-in, cải cách chính trị là nhiệm vụ của Tổng thống, Chính phủ và Quốc hội, nhưng cải cách tư pháp là việc mà ngành tư pháp phải thực hiện với tư cách là một tổ chức trung lập và độc lập. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng người dân và chính ngành tư pháp đặt nhiều kỳ vọng vào tân chánh án tòa án tối cao. Thưa quý vị và các bạn, mới đây nữ nghệ sĩ đường phố Nara Quarai đang nỗ lực giúp cho các bạn gái học môn nghệ thuật thu hút giới trẻ thông qua dự án Graffiti Camp for Girls. Chương trình Graffiti Camp for Girls cung cấp khóa học về nghệ thuật đường phố cho nữ trong vòng một tuần để hướng tới bình đẳng giới. Mỗi lớp học có từ 4 đến 10 học viên, độ tuổi từ 12 đến 17. Nếu nghệ sĩ tin rằng nghệ thuật đường phố đã mang đến cho cô cuộc sống mới. Chính điều đó thôi thúc, Niva Christ trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều bạn nữ khác, giúp khơi dậy những ước mơ, sự tự tin và niềm vui trong cuộc sống cho mọi người. Sắp tới, Graffiti Camp for sẽ đến Campuchia phần cuối chương trình là một số hoạt động đáng chú ý dự kiến sẽ diễn ra trong tuần trên địa bàn thành phố đà nẵng trình thời sự tối nay của đài phát thanh truyền hình đà nẵng xin được khép lại tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại